sách ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tiến sĩ Thái Lâm Toàn và toàn thể quý anh chị, và chúc toàn thể quý anh chị chúng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, thành công, giàu có. Và hàng sáng chúng ta cùng nhau hội tụ về phòng Zoom để cùng nhau chiêm nghiệm về những cuốn sách trong nước và ngoài nước, và cũng như rút ra những cái bài học kinh nghiệm, và chúng ta chia sẻ những hành trình đường đi của chúng ta để phòng Zoom của chúng ta có được những bài học và rút ngắn con đường thành công của mình hơn. Và đồng hành xuyên suốt với chúng ta trong suốt thời gian qua cũng có rất là nhiều cuốn sách ngoài nước và như cuốn sách trong nước của tiến sĩ Thái Lâm Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa. Và hôm nay chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về cái phần của cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu, về những bóng ma sợ hãi. Thì chúng ta thấy là hôm qua chúng ta đã trải nghiệm và cũng như tìm hiểu sâu về cái nỗi sợ về nghèo khó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với nỗi sợ thứ hai, đó là sợ bị chỉ trích. Và hôm qua chúng ta cũng biết là sợ nghèo khó nó đã đang đứng đầu danh sách, và làm sao chúng ta có thể đạt được những cái ý tưởng đó và cũng như những cái tư tưởng đó trong đầu để có cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch để chúng ta thành công và cũng như để chúng ta gạt bỏ đi cái nỗi nghèo khó ở trong bản thân mình và cũng như trong cuộc sống của chúng ta. Thì sợ bị chỉ trích thì đương nhiên là nếu như chúng ta thay đổi một cái điều gì đó để trở thành một con người thành công, trở thành một con người giàu có, và cũng như chúng ta thấy là sự nghèo khó và sự thành công nó luôn là có hai con đường ngược chiều nhau, và làm sao chúng ta đi ngược nhau thì chắc chắn là nó sẽ có những cái chỉ trích ở bên ngoài. Thì làm sao chúng ta có thể vượt qua được những điều đó? Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần vượt qua sự bị chỉ trích. Em xin phép được bắt đầu. Tại sao con người lại có nỗi sợ này và không ai biết? Nhưng có điều là chắc chắn rằng nỗi sợ này rất phát triển trong mỗi cá nhân. Tôi luôn cho rằng nỗi sợ hãi cơ bản này là một phần của các chất là tự nhiên của con người. Nỗi sợ này làm ta không có những là tìm mọi cách tước đoạt đi mọi của cải hay tài sản đồng loại, mà còn biện minh cho hành động của mình bằng một cách là chỉ tính cách của con người họ. Một thực tế cho chúng ta biết rằng một kẻ trộm thường chỉ trích người mà hắn ăn trộm. Các chính trị gia mưu cầu chức vị thì không phải bằng năng lực và phẩm cách của mình, mà bằng cách rèm pha công kích các đối thủ của họ. Còn các nhà thiết kế thời trang và sản xuất quần áo thì đã nhanh chóng lợi dụng nỗi sợ hãi căn bản này và kiểu dáng của mỗi mùa để thay đổi. Vậy ai tạo ra những kiểu dáng đó? Dĩ nhiên không phải là người mua, mà là các nhà sản xuất và thiết kế. Tại sao họ lại thường thay đổi như vậy? Câu trả lời thật hiển nhiên, và cũng như để bán được nhiều hơn. Nỗi sợ bị chỉ trích là cướp mất đi sự sáng tạo của con người, hủy hoại cái óc tưởng tượng và hạn chế cá tính, là mất đi dần tính tự lực và gây ra hàng trăm kiểu thiệt hại khác nữa. Các bậc cha mẹ thường gây cho con cái của mình những tổn thương không hề nhỏ và có thể bù đắp qua những lời chỉ trích và mắng mỏ. Mẹ của một người bạn của trong phòng của tôi thời niên thiếu, tôi thường bị phạt roi vì cậu ấy mỗi ngày và kết thúc bằng một câu: rồi mày sẽ phải vào trại cải tạo trước tuổi 20 thôi. Kết thúc cậu ấy bị vào trại cải tạo huấn vào năm 17 tuổi, và mỗi người đều có những cả một kho những lời chỉ trích và sẵn sàng biếu không và cho bất cứ ai, dù chỉ bị chỉ trích nhỏ nhưng yêu cầu không hay không. Những người thân nhất với bạn thường là những người có những lỗi lớn nhất. Chỉ trích phải được xem như là một tội ác. Trên thực tế, đó là một tội ác xấu xa nhất. Và đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào cố tình tạo ra con một sự tự ti trong đầu óc con cái mình bằng những lời chỉ trích không cần thiết. Những ông chủ hiểu rõ bản chất của con người thường nhận ra những kết quả tốt nhất nhờ cách là góp ý xây dựng thay vì chỉ trích nhân viên. Các bậc cha mẹ thường có thể hiện được một kết quả, đó là một từ con cái mình. Hãy nhớ rằng chỉ trích sẽ gieo vào nỗi sợ hãi trong oán hận
và trong trái tim của mỗi người và không mang lại thiện cảm hay tình yêu thương. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích. Nỗi sợ này đã phổ biến như một nỗi sợ nghèo khó và tác động tiêu cực đến và tới sự thành công của mỗi cá nhân, và cũng không mạnh mẽ và cũng mạnh mẽ không kém gì nỗi sợ nghèo khó. Chủ yếu là do nỗi sợ này hủy diệt sự sáng tạo và làm thui chuột đi khả năng vận dụng óc tưởng tượng. Và những dấu hiệu chính là một e dè. E dè thường biểu hiện qua sự căng thẳng, rụt rè, nhút nhát và các cuộc đối thoại hay hội họp với người lạ. Cử chỉ vụng về, chớp mắt liên hồi. Hai là thiếu tự tin. Lạc giọng, căng thẳng trước sự hiện diện của người khác với một bộ dạng cúm núm và trí nhớ kém. Ba, thiếu cá tính. Thiếu quyết đoán và thiếu sự lôi cuốn và khả năng diễn đạt một ý kiến và cũng như cách rành mạch qua những thói quen né tránh các vấn đề thay vì quyết đoán và quyết tâm đối mặt với các vấn đề, và dễ dàng thuận theo những ý kiến của người khác mà không cần xem xét cẩn thận. 4. Mặc cảm, tự ti là một thói quen tự chấp nhận và chấp thuận theo những gì mà bằng lòng như một phương cách để che giấu cảm giác tự ti, thích dùng những từ ngữ đao to búa lớn để gây ấn tượng với người khác và thường không hiểu được nghĩa thực sự của mình đang nói. Hay bắt chước cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói và phong cách của người khác, thích khoe khoang phong cách của một người khác, thích khoe thành tích tự và tự tưởng tượng ra, thích tỏ ra rằng mình hơn người khác để che giấu mặc cảm tự ti. 5. Thích chơi ngông. Có thói quen cố tỏ ra bằng chị bằng em và tiêu xài quá khả năng thu nhập. 6. Là thiếu sáng kiến. Thường thất bại trong việc nắm bắt các cơ hội tự thăng tiến và cũng như thể hiện chính kiến của mình, thiếu tự tin và lập trường của mình, hay có những câu trả lời thoái thác khác trước những câu hỏi của cấp trên, luôn do dự trong những cử chỉ, lời nói và thậm chí là gian dối cả trong những ngôn từ và những hành vi. 7. Là không có tham vọng, tinh thần có thể bị sát nhược, tinh thần thể xác có thể bạc nhược nhưng không dám tự khẳng định mình và chậm trễ trong việc đưa ra những cái quyết định và dễ bị tác động. Có thói quen chấp nhận và thất bại không phản kháng, thường rút lui và khi phải có sự chỉ trích mới có các thói quen xấu sau lưng và xu nịnh trước mặt người khác, nghi ngờ những người khác và không có lý do, thiếu tế nhị trong lời nói và hành động, không có thành ý chấp nhận những lời phê bình và lỗi lầm do mình gây ra. Và em xin dừng ở đây để chúng ta cùng nhau phân tích về cái nỗi sợ bị chỉ trích. Về cái nỗi sợ bị chỉ trích thì chúng ta thấy là nỗi sợ này thì chúng ta cũng không biết nó có từ đâu. Và nhưng chắc chắn rằng nỗi sợ này nó phát triển trong mỗi cá nhân của chúng ta. Vì nỗi sợ nó cơ bản nó chỉ là một phần của bản chất tự nhiên của con người. Và làm sao chúng ta có thể thấy để mà cũng như gạt bỏ những cái nỗi sợ đó. Thì thường mọi người thì chúng ta thấy trên cuộc hành trình của chúng ta, trên sự nghiệp của chúng ta, tại sao chúng ta phải tìm ra những con đường, những hướng giải quyết khác nhau để mình giải quyết các vấn đề. Và cũng như cái mà chúng ta có nói đến, đó là những cái thói quen do người cha, người mẹ thường hay gieo vào chúng ta. Và họ có đưa ra một cái câu chuyện của một người bạn của mình, đó là luôn bị người mẹ là chỉ trích, rồi mày sẽ phải vào trại cải tạo trước tuổi 20. Thì nó là một cái mà gieo vào trong tiềm thức, và đó là lý do mà em luôn chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ suy nghĩ những cái điều tích cực và làm sao chúng ta tránh xa những cái tiêu cực đi. Và cũng như thể là bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta gieo gì thì chúng ta lại gặt cái đó. Chúng ta muốn con chúng ta tốt thì chúng ta sẽ hướng con mình đi theo một cái hướng rất là tốt. Còn nếu như chúng ta mà đã gieo vào con những cái câu nói xấu xa thì chắc chắn là sau này nó gần như nó ám ảnh trong đầu những đứa trẻ. Và các dấu hiệu bị chỉ trích thì chúng ta thấy là nó phổ biến, nó cũng
giống như những cái nỗi sợ về nghèo khó, và nó cũng mang đến những cái tác động tiêu cực, và thậm chí là nó còn làm giảm đi những cái khả năng vận động và những cái óc tưởng tượng của mỗi con người của chúng ta. Nó gồm mang những cái tính cách đó là e dè, thiếu tự tin và thiếu cá tính, và mặc cảm tự ti, thích chơi ngông và thiếu sáng kiến và không có tham vọng. Thì những cái này nó dẫn đến cho chúng ta, và em cũng chia sẻ với các anh chị là bản thân em Dung, trước khi ngày xưa là em là một con người rất là hiền lành là cái thứ nhất, và thậm chí là trong cái quá trình em đi học là để mà mọi người mà giao lưu với em rất là ít luôn, vì em thường ít nói và cũng không hay hoạt động, gọi là sao cũng được, miễn là mình cứ tập trung với cái công việc của mình là học tập. Và mãi sau đến cách đây gần độ khoảng 5 năm gần đây, và có những lúc là chồng em còn bảo em là tại sao em bây giờ đáo để quá, thì em mới bảo là môi trường nó tạo con người. Chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta phải một tự lập, chúng ta phải vấp ngã, rồi những cái chặng đường đi của chúng ta nó sẽ sinh ra những cái tính cách của chúng ta. Nhưng mà tính cách của chúng ta nó phải có sự khôn ngoan. Và cũng như thế là không phải là chúng ta đáo để một cách đó là đáo để về cái chợ búa, mà chúng ta đáo để với một cách là khôn ngoan và mang đến cho mình những cái chứng kiến mà thu phục được người khác mà, trong cái lời nói của mình. Và em xin dừng ở đây để mà nói về cái vấn đề này, thì trong hành trình đường đi của các anh chị cũng như rất là nhiều người trong chúng ta, mỗi hành trình của chúng ta, mỗi sự nghiệp của chúng ta cũng như mỗi con đường của chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái câu chuyện. Thì em hy vọng là các anh chị có thể chia sẻ những cái câu chuyện đó và các anh chị giải quyết như thế nào để cho phòng Dung của chúng ta có những bài học, rút ra những cái kinh nghiệm, và cũng như những cái sự chia sẻ của anh chị và thân em Dung cũng học được những cái cách để em giải quyết. Và em xin mời anh Tony Hoàng ạ. Xin chào thầy Toàn, xin chào em Dung, tất cả phòng Dung. Đến vấn đề chỉ sợ chỉ trích, nỗi sợ bị chỉ trích thì có nhiều nguyên nhân. Ảnh hưởng các cái vấn đề với là gần đây ấy, theo mình được biết cũng là ví dụ như vào trong các cái trường bộ giáo dục ấy cũng đã áp dụng đấy, như là ví dụ như là không chấm điểm, nhất là các cái cấp 1 ấy, theo được biết là không chấm điểm, sợ điểm kém, sợ tâm lý bị ảnh hưởng, nên là chỉ có không chấm điểm, ví dụ như điểm thấp để sợ bị tâm lý trẻ bị ảnh hưởng đến tâm lý, suy nghĩ tâm lý của tương lai, hoặc bị sợ chỉ trích đó, thì theo mình nghĩ là cũng cái đó cũng là một cái của giáo dục cũng đưa vào. Thứ hai là gần đây mình cũng đang học cái đang huấn luyện cái lớp là cũng là một cái câu, tức là bằng cái lời nói, bằng cái ví dụ đi. Thường chúng ta là phụ huynh, chúng ta là thấy ví dụ như là con cầm điện thoại chẳng hạn vậy, nó gần cầm gần cái mắt sợ mắt kém, rồi ảnh hưởng đến thị giác, ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thay vì chúng ta lời nói chúng ta là hãy nói một cái khác là hãy để xa để mắt sáng, cho mắt sáng, thì nó sẽ kích thích cái tâm lý, và bằng cái câu nói, bằng cái lời nói đó thì nó sẽ suy nghĩ của con
hoặc là của người đối diện đấy thì sẽ nhận biết được để xa mắt sáng. Đặc biệt là thời gian vừa qua thì dịch bệnh ấy thì cũng các con, đặc biệt các con là cũng các con là dùng dùng điện thoại học online rất là nhiều, tại vì cũng do tình hình chung của dịch bệnh. Đó là cái thực tế là mình chúng ta thấy. Còn chỉ trích thì nó ảnh hưởng đến tất cả các cái cuộc sống, các lĩnh vực liên quan, ví dụ như trong công sở hoặc là trong mọi cái cuộc sống ngành nghề. Như nãy là cũng đã thống kê sơ bộ là chỉ trích con ấy là ví dụ như trong ngành nghề thời trang thì anh chỉ trích hoặc là sợ cái sợ đối thủ, hoặc là sợ sợ đối thủ là họ họ quá cái họ họ vượt quá cái sự sáng tạo của mình, đó cũng là một nỗi sợ đấy. Xin chia sẻ sơ bộ như vậy. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh Tôn Đình Hoàng. Và về vấn đề sợ bị chỉ trích thì nhưng mà chúng ta cần phải có một cách, đó là nếu như chúng ta sợ những cái đó thì chúng ta làm sao để có người khác có tiếp nhận được, cũng như thì là chúng ta sẽ không dùng những cái lời sợ bị chỉ trích đó cho người khác mà mình vẫn có thể phê phán được. Có thể là trong cái công việc hoặc là trong những cuộc sống của gia đình, thì ví dụ như con em làm một cái công việc gì nó chưa tốt thì em có thể bảo, cũng như thế là ngay về điểm của con, là ví dụ như con nhà em hôm nay đi học về bảo mẹ ơi nay con thi được có 7 điểm, thì em sẽ dùng câu như thế nào? Em sẽ dùng câu là con được điểm 7 là tốt rồi, nhưng nếu con tập trung vào trong cái bài thi hoặc là trong cái bài kiểm tra, hoặc là con nếu như con tập trung con đọc kỹ đề bài thì điểm của con còn tốt hơn nữa. Đó là chúng ta dùng những cái ngôn từ để chúng ta thay thế những cái lời chỉ trích để nó tránh ám thị vào những cái suy nghĩ của những đứa trẻ và những cái người chúng ta làm việc cùng, và cũng như bản thân của những người đồng nghiệp của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta thay đổi cái ngôn từ là chúng ta vẫn có thể biết được là chúng người ta cũng biết được là cái công việc của người ta làm chưa tốt, nhưng nếu như người ta tập trung một chút nữa thì nó sẽ tốt hơn. Và đó là cái cách mà người ta cũng sẽ rất hài lòng với cái lời nhận xét của mình. Và em xin tiếp tục với cái phần nỗi sợ cơ bản thứ ba, đó là sợ đau ốm. Về nỗi sợ này thì có căn nguyên cả về mặt thể chất lẫn mặt xã hội của nó. Nó liên hệ mật thiết với những nỗi sợ như tuổi già và cái chết. Chúng ta sợ đau yếu bởi những hình ảnh khủng khiếp in đậm trong trí óc của chúng ta về những gì đã xảy ra, của thần chết đột ngột gõ cửa. Khi chúng ta sợ vì chúng ta còn có những khoản chi phí khổng lồ và các hóa đơn tiền thuốc. Một thầy thuốc ước tính khoảng 75% số người đi khám chuyên khoa mắc chứng bệnh, nghi bệnh. Tức là họ chỉ tưởng tượng ra rằng mình bị bệnh chứ không thực sự làm sao cả. Điều này chứng tỏ một cách thuyết phục rằng nỗi sợ bệnh tật ngay cả khi có mảnh may một triệu chứng nhỏ nào đó cũng như làm phát sinh những triệu chứng sợ hãi một cách rất tự nhiên. Tâm trí con người quả thật là mạnh mẽ và ghê gớm. Nó có thể xây dựng lại một cách là hủy diệt qua một loạt thí nghiệm và tiến hành vài năm trước đây, và các nhân viên của tôi chứng minh được rằng con người có thể bị bệnh tật và những lời chẩn đoán giả tạo. Chúng tôi cho 3 người quen tiếp xúc với, một là các bệnh nhân mắc chứng nghi bệnh, hai và họ dặn dò từ trước những câu hỏi đại khái như ông bà có bệnh gì à,
hay ông bà trông có vẻ ốm nặng đấy? Người hỏi đầu tiên thường chỉ khiến người ta cười và trả lời một cách vô tư. Ồ, không có gì, tôi không sao cả. Người thứ hai đặt ra một câu hỏi thường nhận được và trả lời rằng tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy không được khỏe. Còn người thứ ba thì khi chưa hỏi dứt câu đã nhận được sự thừa nhận lập tức rằng ông bà ta thực sự thấy không khỏe rồi. Và có những chứng cứ hùng hồn và chứng minh rằng bệnh tật đôi khi bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ đó thẩm thấu dần vào tâm trí qua những ý kiến của người khác hoặc do bản thân bạn tự tạo ra. Và các bác sĩ thường chuyển bệnh nhân này của họ vào những môi trường mới bởi vì sự thay đổi thái độ tinh thần rất cần thiết. Mầm mống của nỗi sợ hãi bệnh tật là luôn tồn tại trong tâm trí của mỗi chúng ta, và lo lắng, sợ hãi và mất đi tinh thần và thất vọng có thể là những nguyên nhân cho những hạt giống nảy mầm và phát triển. Và những cái dấu hiệu của sự đau ốm, các triệu chứng của nỗi sợ hãi phổ biến bao gồm tự kỷ ám thị, có thói quen sử dụng những phép tự ám thị một cách tiêu cực bằng cách tìm kiếm chờ đợi một triệu chứng và có đủ loại bệnh tật, và thích tưởng tượng rằng mình mắc những căn bệnh này và luôn có vẻ như thể hiện mình đang bị bệnh thật. Có một thói quen thử rằng có những vai trò quái đản hay một lý thuyết cực kỳ mà người ta gợi ý có một tác dụng chữa bệnh hay tán chuyện với những người khác, và các cuộc giải phẫu, các vụ tai nạn hay các bệnh tật khác. Và thực hành và ăn kiêng và tập thể dục, tự làm giảm cân mà không hề tham vấn qua những ý kiến của các bác sĩ chuyên môn. Thích tự chữa trị tại nhà, dùng các loại thuốc độc quyền và đôi khi cả những loại thuốc lang băm. Hai là chính chứng nghi bệnh. Thuật ngữ chuyên môn này là chứng tưởng tượng cho rằng mình có bệnh. Thói quen này hay nói về bệnh tật và luôn dồn hết tâm trí vào bệnh tật và đến nỗi luôn trong trạng thái như đang đón chờ bệnh đến. Và không có thuốc gì có thể chữa được bệnh này, và nó phát sinh từ những lối suy nghĩ tiêu cực, và nó cũng có ý nghĩ tích cực nếu như có thể chữa lành. Cho người ta nhìn thấy một chứng bệnh nó sẽ gây tổn hại cho sức khỏe của bạn như một căn bệnh y nan thực sự. Thứ ba, đó là thể dục. Sợ bị đau ốm thường gây trở ngại cho việc tập thể dục đúng cách và hậu quả là làm tăng cân. Bốn là tính nhạy cảm. Sợ đau ốm làm cho con người giảm sức đề kháng của mình đối với bệnh tật và tạo sự điều kiện thuận lợi cho các bệnh tật xâm nhập cơ thể mình một cách dễ dàng hơn. Và nỗi sợ bệnh tật liên hệ mật thiết với những nỗi sợ nghèo đói trong bệnh, và đặc biệt trong trường hợp là những người mắc chứng bệnh nghi bệnh đó thì luôn lo lắng về các hóa đơn viện phí, tiền thuốc men phải trả. Ít người này thường dành nhiều thời gian để đón chờ bệnh tật và luôn nói về những cái chết và dành dụm tiền bạc để lo chuyện hậu sự cho mình. Năm là tự nuông chiều bản thân, có thói quen dùng căn bản bệnh tưởng của mình để tìm cách thương cảm từ nơi người khác. Và họ thường viện cớ đau ốm cũng như biện minh cho sự lười biếng và thiếu tham vọng của mình. Và con người thường hay dùng mẹo để trốn tránh công việc. 6. Sống bê tha, có thói quen mượn rượu, ma túy để làm giảm các cơn đau thay vì tìm các cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra nó. Và thói quen đọc sách và nói về bệnh tật và lo lắng thái quá về khả năng bị bệnh tật. Nó đánh giá một cách là chúng ta luôn tìm kiếm những cuốn sách nói về các loại bệnh. Đó là một cái mà chúng ta thấy là rất nguy hiểm. Có lẽ là những cái phần này nó ngắn, em sẽ đọc 2-3 cái một nhé. Về nỗi sợ cơ bản, về cái vấn đề sợ đau ốm thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, tại sao
mà chúng ta đặc biệt là để ý kỹ nhất là những người già. Và đặc biệt là những người già, tại sao người ta nói là một đời hai lần trẻ con? Trẻ con biết làm nũng, thì người già cũng sẽ có những trường hợp là họ làm nũng. Và họ làm trong cái quá trình có thể là trong cơ thể của mình nó vẫn khỏe mạnh, nó không sao. Như các cụ thường muốn là được có người khác quan tâm hay là trò chuyện, thì họ đã tự gieo cho mình là hôm nay mệt nhọc các thứ gì để cho các con hỏi thăm hay các cháu hỏi thăm. Và nếu như có nhiều thời gian thì em sẽ đọc cho các anh chị một cái câu chuyện của một người già và tự cho mình có những căn bệnh từ những cái suy nghĩ của mình. Và làm sao chúng ta tránh được những cái điều đó, thì nó có những cái biến chứng để gây ra cho chúng ta có những cái chứng bệnh đó. Thì cái đầu tiên đó là về cái tự kỷ ám thị, là tự mình gieo vào đầu mình hoặc là người khác gieo vào mình có những cái nỗi sợ về bệnh tật đó sẽ xảy đến với mình. Thứ hai đó là về chứng nghi bệnh. Thì thường là có những người là nghi mình bị bệnh nọ, nghi mình bị bệnh kia qua những cái sự biểu hiện đơn thuần. Và đó cũng là một cách để chúng ta thấy được cái thói quen nghi bệnh đó, nó qua cách đọc sách nói về các bệnh tật và chúng ta biết được những cái triệu chứng của những người đó, và chúng ta thấy mình có hơi có hiện tượng như vậy là chúng ta nghi mình có bệnh. Và thậm chí là nếu như chúng ta để nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta, đó là một cách là chúng ta lại ám thị vào mình khi mình có. Và thậm chí là chúng ta dùng về thể dục thì chúng ta thường sợ đau ốm nên là chúng ta sẽ gây trở ngại cho mình về cái cách thể dục. Và thậm chí là thể dục chúng ta, ví dụ như tăng cân, thì chúng ta sợ là chúng ta bị thừa cân thì chúng ta tập nó không có điều độ và cũng như không có cái sự hướng dẫn, mà chúng ta có thể là hôm nay chúng ta có thời gian chúng ta tập 3 tiếng để cho nó có thể giảm được cân, nhưng ngày mai chúng ta lại tập có 1 tiếng, hoặc là ngày mốt thì chúng ta lại không tập, và tiếp sau ngày nữa có thời gian chúng ta lại tập đến 3 tiếng đồng hồ. Nó vừa không có tác dụng với cái cơ thể của mình mà thậm chí là nó dẫn đến chúng ta bị quá sức, và nó cũng sẽ gây ra chúng ta có những cái bệnh tật liên quan đến ảnh hưởng sức khỏe. Và tính nhạy cảm, tính nhạy cảm ở đây nó sẽ mẫn cảm với những cái câu hỏi, những cái câu hỏi là ví dụ như bản thân mình. Và bản thân em Dung thì em thường hay dùng với mọi người những câu đó là chị khỏe chứ hay là anh khỏe chứ. Cái chữ khỏe chứ ở đằng sau của em là cái chữ chứ là chữ hỏi. Nhưng mà chữ khỏe ở đằng sau thì nó vẫn nói về vấn đề khỏe. Thế nhưng mà có những, nếu như chúng ta không biết thay đổi ngôn từ thì chúng ta sẽ dùng chị khỏe không. Thì chữ không đằng sau thì chúng ta thấy là tự kỷ ám thị, và cũng như thể là gieo vào tiềm thức, nó sẽ bắt những từ quá là từ không. Và đó là một cách để chúng ta dùng những cái từ ngữ nó có những cái sự tích cực trong những cái ngôn từ của mình, và tự nuông chiều bản thân. Và chúng ta sợ mình bị bệnh tật và nuông chiều bản thân của chúng ta. Ví dụ như chúng ta sợ mình dậy sớm, chúng ta sẽ phải giảm đi cái giấc ngủ của mình, và chúng ta nuông chiều bản thân của mình và ngủ thêm. Nhưng đấy không phải là cách để chúng ta rèn luyện sức khỏe. Mà chúng ta hãy rèn luyện sức khỏe là chúng ta đi ngủ đủ giấc và đúng giờ. Ví dụ như chúng ta tính chúng ta ngủ đủ 6 tiếng, thì chúng ta sẽ tính buổi sáng của chúng ta là 5 giờ 30 dậy, thì chúng ta sẽ đi ngủ trước 10 giờ. Bắt đầu 10 giờ chúng ta đi ngủ, là làm sao chúng ta đủ được 6 tiếng của mình. Đấy là các anh chị ngủ với chu kỳ 6 tiếng. Và nếu như hôm nào mà chúng ta cảm thấy mệt nhọc mà thì chúng ta lại bảo là hôm nay mệt, hoặc là hôm nay được ngày nghỉ chủ nhật, thì chúng ta sẽ ngủ thêm một lúc nữa vì hôm nay được nghỉ. Đấy là một cách chúng ta nuông chiều bản thân và tạo cho mình những cái thói quen không tốt. Và cuộc sống bê tha, cuộc sống bê tha ở đây thì nó nói lên một cách là chúng ta sống không có điều độ và dùng những cái cuộc vui
dùng những cuộc vui và cũng như thay những cái và cũng như dùng các chất kích thích để tạo cho chúng ta những cái sự quên đi. Ví dụ như hôm trước em có nói chuyện với một người bạn của em, một người bạn của em bị bệnh Covid, thì bạn ấy đến muộn rồi thì nhắn tin cho em, thì em mới bảo là sao mà giờ vẫn chưa, sức khỏe vẫn không tốt mà sao giờ vẫn chưa ngủ. Thì bạn ấy bảo là bạn đi chơi về, đi chơi để cho nó đỡ mệt mỏi. Thì em hỏi lý do tại sao lại đi chơi trong cái quá trình là mình đang bị Covid như vậy. Thì bạn ấy bảo là ở nhà cảm thấy là nó mệt mỏi thì đi chơi. Thì đi chơi thì có gì, đi chơi thì mấy người ngồi với nhau uống rượu. Và đó là cái cách mà mình làm cho cuộc sống của mình, mọi người đang dùng một cái và quên đi mọi thứ. Và có một cái câu nói mà người ta vẫn dùng ở trong một bộ phim là nâng nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Thì đó là cách mà chúng ta thấy là khi chúng ta uống rượu vào trong cơ thể của chúng ta đã không tốt rồi, chúng ta thêm những chất kích thích, thì cái chất kích thích đó làm cho chúng ta trong cái cuộc vui thì chúng ta đã thấy vui, chúng ta quên nó đi. Nhưng sau cái cuộc vui đó nó sẽ làm hủy diệt cơ thể của chúng ta, sẽ mệt hơn. Và cũng như cái thói quen đọc sách và cũng như nói về các bệnh tật, thì cái nói thói quen này thì cũng sẽ mang đến cho chúng ta những cái kinh nghiệm. Nhưng mà những cái kinh nghiệm đó chúng ta phải biết vận dụng, cũng như trong những cái bộ phim hay là những cái clip nói về những cái con đường, những cái hành trình của những cái đoạn mà nói về những cái nghịch cảnh. Thì nói chung là những cái nghịch cảnh đó chúng ta xem để mà chúng ta biết là những con người đó họ dính như vậy mà họ vượt lên được cái sự trở ngại, vượt lên được cái khó khăn, hay là trong những cái ấy họ có một cái hướng giải quyết như thế nào, thì nó lại là đến một cái hướng khác. Nhưng chúng ta đi suy nghĩ bảo là cuộc sống này nó thật là bất công, con người tốt như vậy mà lại sống cuộc đời vùi dập như vậy, thì nó lại mang cho chúng ta một cái cách nhìn khác, và cũng như nó sẽ ám thị vào trong đầu của chúng ta là cuộc sống bất công. Đấy là một cách để chúng ta có những cái sự nhìn nhận. Và nỗi sợ cơ bản thứ tư đó là sợ mất đi tình yêu thương. Ghen tuông và các dạng khác đều chứng minh một loại thần kinh phát sinh từ những nỗi sợ mất đi tình yêu thương của người khác. Và đây là sự sợ hãi đau đớn nhất và trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản. Và có lẽ nó là một sức tàn phá ghê gớm nhất đối với cơ thể và tinh thần của con người so với các nỗi sợ. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị mất tình yêu thương. Các dấu hiệu đó rõ rệt nhất và được nhận thấy là: một là ghen tuông, có thói quen nghi ngờ vô cớ với bạn bè và với người yêu thương mình, hay là những cái buộc tội vợ hoặc chồng của mình không chung thủy và không có chứng cứ xác đáng. Và nói chung là sự nghi ngờ của mọi người, không tin tưởng tuyệt đối ai cả. Thứ hai là tìm lỗi từ nơi người khác, có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của bạn bè, của người thân và đối với tất cả các đối tác và cả người yêu của mình. Và thậm chí là khi họ thoáng bị khiêu khích hoặc là chẳng cần một nguyên cớ nào cả. Thứ ba là máu đỏ đen, có thói quen cờ bạc, ăn cắp và lừa đảo. Bằng không thì họ cũng sẽ tận dụng mọi trò may rủi để tìm kiếm sự chu cấp cho người yêu mình, và tin rằng tiền bạc có thể mua được tình yêu và một thói quen chi tiêu quá khả năng thu nhập, và dẫn đến mắc nợ như chúa chồng, và gây những cái ấn tượng với những tinh thần bằng những cái quà cáp, thường bị là chứng mất ngủ, thần kinh bị căng thẳng và thiếu kiên trì, thiếu ý chí, thiếu khả năng tự kiềm chế, thiếu tự lực hay cáu kỉnh. Và đó là những cái nguyên nhân dẫn đến cho chúng ta thấy là về cái dấu hiệu của sự mất sự tình yêu thương của chúng ta, nó cũng rất là nguy hiểm trong cuộc sống. Và nó về cái vấn đề nói đến là ghen tuông thì đứng đầu, thì ghen tuông chúng ta thấy là nó sẽ dẫn đến cho chúng ta rất là nhiều những cái hành trình mà chúng ta thấy trên cuộc sống có những cái sự ghen tuông mang đến là thậm chí là mất mạng và thậm chí là vào tù ra tội
cũng liên quan đến ghen tuông. Và tìm những lỗi từ người khác. Thì thường là những cái tìm kiếm những lỗi người khác thì chúng ta thấy có những lúc là nó chỉ là từ những lời khiêu khích nhỏ của bạn bè, của người thân. Ví dụ như trong cuộc sống của gia đình của chúng ta, bản thân em Dung và chồng của em Dung để mà thời gian ở gần nhau thì rất ít. Nhưng trong cái quá trình đó, bản thân em Dung thì giao lưu cũng với rất là nhiều người. Và thậm chí là năm nay nó liên quan dịch bệnh, em còn ít đi ra ngoài. Còn những năm trước thì 20 tháng 30 ngày, 28 ngày em rời khỏi nhà. Thì nếu như vợ chồng em không có cái chứng kiến mà có những cái sự rõ ràng về với nhau thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra vấn đề là cái điều đương nhiên. Vì em đâu có ở nhà, chồng thì đi vắng, em thì đi các tỉnh luôn. Riêng khu vực miền Bắc gần như tỉnh nào em cũng đã đến. Và thậm chí là có những lần là em đi trong ngày, có những lần là em đi 2 ngày, 3 ngày. Nó tùy theo lượt và cũng như tùy theo công việc. Và bản thân em Dung cũng vậy. Chồng em Dung không có nhà. Nếu như em Dung mà trong cái quá trình mà đặc biệt là những người bạn của chồng em rất hay đến nhà em ngồi ăn uống, giao lưu, xong rồi các anh ấy quay sang là trêu chồng em là có người nọ người kia. Với hôm ta thấy người like người nọ, like người kia, sao hôm nay đến nhà vợ lại khác, lại không giống người hôm trước. Là khách các anh ấy thử xem em trả lời như thế nào. Nhưng với bản thân em Dung thì các anh chị là nếu như trong cái quá trình em giao tiếp mà cũng như không hiểu về vợ chồng không hiểu nhau thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Và máu đỏ đen thì chúng ta thấy là cái máu đỏ đen này là nó dẫn đến như rất là nhiều những cái cuộc phiêu lưu của những người đàn ông là mong muốn có được một cái tài chính đột phá cũng như có thể đủ chu cấp cho những người yêu, người bạn của mình để tránh đi mất cái niềm kiêu hãnh của người bạn của mình và cũng như mất đi cái tình yêu của mình với người bạn. Và nỗi sợ thứ năm đó là sợ tuổi già. Nỗi sợ này chủ yếu xuất phát từ hai nguồn. Một là một con người thường nghĩ rằng tuổi già đi đôi với sự nghèo khó. Hai là sự lo lắng về những gì họ chờ đợi ở một thế giới bên kia. Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ già và liên quan đến khả năng bị nghèo đói là nhà nghèo không phải là một từ dễ nghe, nhưng nó làm người ta rùng mình khi đối mặt với những gì họ nghĩ rằng sẽ sống như thế nào ngày cuối đời khi cảnh túng quẫn và dựa vào nguồn từ thiện. Khả năng bị đau ốm cũng sẽ dễ xảy ra hơn khi con người già đi, và chính nó cũng sẽ góp phần gây nên những nỗi sợ hãi về tuổi già, nguy cơ giảm tình dục theo tuổi tác cũng như gây ra những nỗi sợ về tuổi già, vì không ai muốn mình mất đi sự ham muốn tình dục cả. Nguyên nhân khác góp phần làm tăng đi nỗi sợ tuổi già là khả năng mất đi sự tự do độc lập về tuổi già và thường đi kèm với sự khích lệ, lệ thuộc về một mặt thể xác, về tài chính. Và các dấu hiệu của nỗi sợ về tuổi già thì những dấu hiệu này thường thông thường nhất là nỗi sợ thiếu nhiệt huyết. Đó là một khuynh hướng trở nên chậm chạp và hình thành một cảm giác tự ti và tin tưởng và một cách sai lầm rằng bạn đang trượt dài vì tuổi tác và thói quen giết chết sự sáng tạo và trí tưởng tượng và tính tự lực, và sai lầm và nghĩ rằng quá già để duy trì những phẩm chất đó. Thứ hai, tự biện hộ. Có một thói quen tự biện hộ là một cách đầy nối tiếp rằng mình già rồi, đơn giản bởi vì mình đã bước qua tuổi 40 hoặc 50, thay vì lật ngược một quy luật tuổi tác, vui mừng vì đã đạt đến độ tuổi đó và khôn ngoan và hiểu biết toàn diện. Ba là ăn mặc và hành động không phù hợp. Cố gắng tỏ ra mình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của mình và bằng cách luôn cố bắt chước theo mốt và phong cách của tuổi trẻ. Và chúng ta thấy là về cái nỗi sợ về tuổi già thì nó sẽ mang đến cho mọi người là
một cái nỗi sợ, đó là mọi người sợ không có được một cái cuộc sống như chúng ta đang diễn ra lúc trẻ. Vì chúng ta ham muốn cuộc sống, ham muốn cuộc vui, nên là chúng ta sợ là nếu như chúng ta già đi chúng ta không có được những cuộc vui đó. Nhưng chúng ta quên đi là tại sao trong cuộc sống của chúng ta, thời học sinh chúng ta có những người bạn học sinh, thời sinh viên chúng ta có những người bạn sinh viên, và trong hành trình sự nghiệp của chúng ta có những người bạn liên quan đến hành trình sự nghiệp của mình, và cũng như những cái đối tác. Thì những người già của chúng ta cũng sẽ có những cái mối quan hệ của những người già. Và đó là lý do là con nuôi cha không bằng già nuôi ông, bà nuôi ông. Nó một cách là những người bạn của tuổi già. Và cũng như để mà sợ, có những người là sợ cái nỗi sợ bị tuổi già. Mà em có nói cái câu đó là một đời hai lần trẻ con. Đó là những người già họ làm nũng, cũng như họ tạo ra cho mình những cái bệnh trong trí tưởng tượng của họ để có được sự chăm sóc và cũng như sự yêu thương của những người thân. Và em xin dừng ở cái phần là cái nỗi sợ thứ năm để chúng ta cùng nhau phân tích cho buổi đọc sách ngày hôm nay. Tại vì nếu như đọc tiếp nỗi sợ thứ sáu thì nó quá dài và cũng như không thể mọi người phân tích được. Và nỗi sợ thứ sáu nó cũng sẽ là tổng hợp được tất cả sáu nỗi sợ trong cái căn bản. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp. À, em xin mời sự chia sẻ của anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Em xin mời anh Đoàn Thanh Lâm ạ. Dạ vâng, em xin chào thầy Toàn, chào tất cả các anh chị ạ. Thì chúng thì cái trong cái cuộc đời của chúng ta thì có nhiều cái nỗi sợ, và chung quy là thì là sợ, nhưng mà không biết nó đến từ từ đâu. Những cái nỗi sợ như sợ bị chỉ trích, như sợ nghèo, sợ không có, sợ mất tình yêu, rồi sợ đau ốm, sợ già ấy. Thì những cái vấn đề đó là nó xuất phát từ cái nội tâm của bản thân mình. Nhưng mà thực sự những cái đó là có thể là từ nội tâm của mình, nhưng mà bản thân của cái nỗi sợ đó là có thể là do cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động, có người nào đó họ đã an thị cho mình những cái đó, có những cái điều mà mình từ cố tình người ta nói ra và mình cố tình mình là lưu lại, thì nó lại trở thành cái mình mang theo, và mình lại sợ nó, mình lại không thoát ra được nó. Những cái chỉ trích là vì mình sợ chỉ trích, là vì mình mỗi lần bị chỉ trích là mình cảm thấy là bị xúc phạm, bị chế bai, bị dằn vặt nhiều thứ, cho nên là khi mà làm một cái gì đó thì mình luôn có cái sự bị chần chừ, mình không dám làm vì làm là sợ rằng là khi là sẽ bị này kia. Ví dụ như trong cái cuộc sống của mình thì mình cũng bị chỉ trích nhiều lần, chúng là từ cái từ bố mẹ mình từ nhỏ, rồi là từ nhỏ khi mình đang nhỏ ấy, hay là mình lớn lên trong quá trình như cái tuổi vị thành niên ấy, thì cái tuổi đó là mình đang ở nhà, đang phụ thuộc vào bố mẹ, thì làm theo những cái sắp đặt của bố mẹ, thì có những cái làm được và có những cái làm theo bản năng, thì ấy là làm theo những cái đó, thì đôi khi là có những cái sai, có những cái là không ý thức được, thì lại bị chỉ trích ấy, thì vô tình mình lại ám thì theo cái điều đó, vô tình mình bị có thể là mình bị chửi đấy ấy, thì mình lại nhớ lấy cái điều đó.
cái tốt thì mình không học thì được nhiều như những cái mà nó bị làm cho cái bản thân mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bị chế bái, thì mình cái đó là mình lại nhớ lâu. Mà cái mà nhớ lâu thì những cái đó là mình tập trung vào nó. Tại vì mình tập trung vào nó thì cái đó là cái mở rộng của cho mình. Nên là khi mà bị chỉ trích là mình hay sợ và hay nhục nhạt, hay không dám làm. Sau này cũng vậy. Có thể là sếp mình hay là những cái người mà lãnh đạo mình, những cái người họ tốt ấy, thì họ luôn có cái ý tưởng họ xây dựng cho mình, thì họ có thể là họ góp ý, nếu ra ý tưởng. Mà có những người mà họ không thực sự mà yêu thương mình ấy, thì họ lại đưa ra những cái chỉ trích trực diện, để khiến mình càng ngày cái chỉ trích ấy, thì nó lại có cái là nó không làm con người tốt lên, mà nó lại làm người là làm nó lại trì trệ thêm. Nên là cái việc mà mình sau này mình có con ấy, mình cũng rất là hạn chế những cái vấn đề là nói thẳng, nói những cái điều mà không tốt, nó ám thị vào những cái đứa trẻ mà đang nhỏ ấy, thì nó có cái ảnh hưởng rất lớn về cuộc đời về sau của nó. Cho nên là khi mình nói về con nhỏ của mình, hay là mình nói những cái điều nào đó có cái tính mức độ lực kiềm chế cao, để mình đừng có ám thị vào nó những cái điều mà không được tốt, để nó mang theo một cái hành trình của hắn là ảnh hưởng đến cuộc đời về sau của nó. Thế còn cái nỗi sợ thì ai cũng có nỗi sợ hết, ai cũng có những cái lo lắng về cái cuộc đời của mình, có lo lắng về những cái vấn đề này vấn đề kia. Nhưng cái cách giải quyết cái vấn đề thì tùy theo con người, tùy theo cái người để mà bứt phá ra ngoài cái lo lắng, cái sợ hãi của mình, để mà mình bứt phá ra. Chứ cứ mang theo nó rồi mang theo cái nỗi sợ đó rồi mình tìm cách giải tỏa bằng những cái vấn đề tiêu cực hơn, thì nó ví dụ như sử dụng những chất kích thích để mình cảm thấy là mình giải tỏa, giải bày được những cái đó, thì nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Mình dùng chất kích thích chỉ chẳng quá là không chỉ là để giải quyết cái vấn đề ngay tại cái thời điểm đó thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng của cái chất kích thích về cái vấn đề để nó giải quyết cái vấn đề cho mình thì là không có. Cho nên là mọi người hãy viện cớ để tìm lý do cho cái việc mình bế tha là vì đó, vì như thế. Nhưng mà thực sự là cái bản chất của nó là nó không giải quyết được vấn đề. Cho nên là cái cách của mọi người từ từ phải tự tìm cách để thoát ra cho mình khỏi những cái ám thị mà mình những cái ám thị không tốt về cái mình nên loại bỏ những cái vấn đề đó từ trong mình cái đã. Từ mình loại bỏ những cái vấn đề, những cái suy nghĩ không tốt, để mình ám thị những cái điều tốt, để mình giải quyết cái vấn đề của mình, chứ không nên tìm những cái vấn đề những cái tìm đến những cái chất kích thích rồi rượu bia rồi các thứ để giải quyết cái vấn đề. Nó không hiệu quả. Xin hết cái phần chia sẻ của em. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Đoàn Thanh Lâm. Anh Phan Văn Vĩ có đó không ạ? Dạ, anh Vĩ có đó không ạ? Rồi, có đây. Vâng, em xin mời anh có thể chia sẻ cho phòng Zoom một chút những cái kinh nghiệm mà anh, thì em được biết anh qua một cái môi trường, nhưng mà cái điều em ngưỡng mộ anh nhất đó là hạnh phúc gia đình. Và làm sao anh có được những cái cuộc sống đó thì chắc là vào Zoom mà cũng hay mở cám, mà vì cũng có rất nhiều việc. Thì nói chung là dạo này là trong nhà dính Covid cả. Nên là sáng dậy phải soạn sửa các thứ, mình thể phá thể dục soạn sửa các thứ, chứ con cũng chủ yếu là lắng nghe, con mà vừa làm vừa nghe, cho nên là cũng được tập trung nhiều. Hôm nay cái bài học thì vấn đề về giải quyết cái vấn đề tâm lý, gọi là cái giải quyết cái nỗi sợ, thì rõ ràng là con người chúng ta thì ai có cái nỗi sợ cả. Nhưng mình cứ nói trong những cái khóa huấn luyện, những cái mình nói để vượt qua những cái nỗi sợ đấy, nhưng thực ra thì mình có học của huấn luyện thì cũng đỡ hơn thôi. Nhưng mà
mọi cái đều có cái nỗi sợ. Nói chung là nhiều nỗi sợ thì có nhiều thứ lắm. Sợ nghèo này, sợ khổ này, sợ không làm được này, sợ nhiều tiền quá này, sợ không biết làm bỏ tiền vào đâu này. Tất cả đều cái sợ, nhiều tiền cũng biết dùng, biết cách dùng để sợ. Nói chung là những cái gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mình biết được những cái nỗi sợ đó mà mình thay đổi những cái tư duy đó, nỗi sợ thực ra thì nó không có thật. Nhiều khi mình nhìn nó là không có thật thì mình có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Có thể là mình sợ không bán được ha, nhưng thực ra mình cứ gieo vào cái tâm trí mình có thể bán được thì mình sẽ là cố gắng làm việc hàng ngày. Nhưng mà đó là nói thế, nhưng mà về phần lớn á là cái vấn đề cái mặt tiêu cực thường thường của chúng ta thì nó sẽ ám, nó nhúng tiêu cực cực kỳ ám thị là nhiều hơn. Còn cái mặt tích cực thì nói thế, nhưng mà cái tỷ lệ để mình vượt qua được cái điều đó rất là rất ít, tỷ lệ đó rất khó. Mình những người mà làm được điều đấy thì tỷ lệ nó khoảng 5% trên toàn thế giới đó. Còn nói mình vấn đề nói mình nói rèn luyện ví dụ như dậy sớm chẳng hạn, vấn đề dậy sớm đó ai biết dậy sớm để là học tập rèn luyện sức khỏe nó tốt, để học tập để học thêm những kiến thức. Nhưng mà vấn đề dậy sớm đó được ai, mấy ai dậy sớm đâu. Tôi nói thật là trong nhà đây tôi dậy sớm, nhưng mà nói chuyện với các con tôi dậy sớm rất là khó. Nói với đứa nó vừa nó hiểu thì nhưng rất là khó. Thì vấn đề là cái nỗi sợ dây sớm cũng rất là vất vả. Vấn đề tiếp theo nó nói là vấn đề là gì thì chỉ trích đấy, thì vấn đề này cũng rất là quan trọng. Ai cũng muốn khen hết cả, người nào cũng muốn khen hết cả, nhưng mà cái vấn đề là cùng này nói vấn đề đó thì tiêu cực thì thường hay nói nhiều hơn cái phần tích cực cái này ít. Cho nên là nhiều người cứ phần dùng những cái người ta khi có vấn đề một chút thì mình hay là ngồi lại tùm năm tùm ba rồi là gọi như là chỉ trích họ rồi nói nhiều về vấn đề đấy. Nhiều người tập trung vào vấn đề đấy thì để tạo ra một cái hiểu là cứ thích nghe vấn đề chỉ trích hơn là những người khen. Thực tế trong cuộc sống thì cái khen ít lắm, những cái vấn đề khen, những cái báo chí về nói những cái hay cái tốt thì rất là ít, mà những cái nói về những đề gì mà là xấu xa, những cái gì nó tốt thì mọi người đều nói nhiều và tập trung nói lên cái này rất là nhiều, cho nên nó cũng trở thành một cái án cái vấn đề trong cuộc sống mình là cái vấn đề là chỉ trích nó thường xuyên. Đó là nói như thế, chắc cái xương cứ tìm cách để chỉ trích nhau, nói xấu nhau, làm cho mọi người là cũng mất là năng lượng. Thì mình cũng chỉ chia sẻ một số ý kiến trong cái vấn đề chỉ trích và cái nỗi sợ như vậy thôi, xin đề lại. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Phan Văn Vĩ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì với cái đường trường của anh, nói chung là để mà nói thì đúng là gấp đôi về cái hành trình của bản thân em Dung. Và anh cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm và anh chia sẻ cho phòng Dung của chúng ta. Bạn Cao Thắng có đó không? Bạn Cao Thắng có còn đó không bạn Thắng? Dạ em còn chị ơi. Rồi, xin mời bạn Thắng có thể chia sẻ cho phòng Dung của chúng ta. Tại vì trong cái quá trình giao lưu là Dung biết là bạn Thắng có thể chia sẻ được cho mọi người cái cách để mọi người có thể dùng những cái ngôn từ tích cực và cũng như làm sao chúng ta giải quyết được và cũng như đẩy lùi được những cái tiêu cực và cũng như nỗi sợ trong bản thân của mỗi người. Xin mời bạn Thắng. Dạ, cảm ơn chị Dung. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi Zoom tôi sáng ngày hôm nay ạ. Em có thắng xin chia sẻ ngắn gọn một chút xíu. Cái nỗi sợ nó đến từ hai phía, một là từ bản thân, trong bản thân chính mình đã có nỗi sợ, thứ hai là nỗi sợ từ người khác mang tới, những ngôn từ của người khác họ mang tới cho mình nhé, nó tạo ra mình một cái
của cái trạng thái tiêu cực á mang tới họ từ phía bên ngoài mang tới cho mình. Tuy nhiên thì nói trò thì mình phải đến từ bên bên trong của chính mình nhé. Thì những cái nếu mà bên mình mà bên bên trong của mình nó mạnh mẽ hơn ấy, thì những nỗi sợ của những người khác, những cái ngôn từ của người khác họ gieo cho mình nhé, thì mình đều được ức chế, mình khắc chế lại được. Thì bản thân em Thắng thì luôn luôn là dùng cái ngôn từ hướng tới, là ngôn từ nó mang cái chất là tích cực hơn, thay vì ví dụ như là vợ chồng con cái hay là những cái mối quan hệ của mình nhé, người ta có những cái ngôn từ gì đó mà cảm thấy mang cái chiều hướng tiêu cực ấy, thì hầu như là mình có thể là tự mình chữa lành ở bên trong mình luôn, hoặc là mình dùng cái từ những ngôn từ của mình sử dụng để nói chuyện với người khác, mình dùng ngôn từ hướng tới và ngôn từ tích cực. Ví dụ như hôm nay chị Dung có nói là bạn có khỏe không, thì cái từ không nó sẽ gieo vào trong mình, bạn khỏe chứ chẳng hạn, có khỏe chứ, tức là cái từ chữ đó là từ hướng tới, từ tương lai ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Về căn bản thì nỗi sợ thì nó luôn có xung quanh ta đúng không, nên là chúng ta cần cố gắng và rèn luyện và học tập để làm sao để cái bên trong của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, để chúng ta không còn cái vượt qua những cái nỗi sợ đó. Và cái môi trường, cái quan trọng nhất là cái môi trường sống của chúng ta, nó ảnh hưởng tác động rất là nhiều vào bản thân chúng ta đúng không? Nếu mà chúng ta có một cái môi trường như học tập như Zoom như buổi sáng ngày hôm nay này chẳng hạn như vậy, thì chúng ta chơi với những mối quan hệ, những con người tích cực đó, và những cái người lớn tuổi hoặc là những cái người mà đã học rất là nhiều những lớp phát triển bản thân ấy, thì khi chúng ta có một cộng đồng á, một cộng đồng như vậy, thì chúng ta đi hàng ngày chúng ta làm việc này, đọc sách này, hoặc là nói chuyện này, đi ăn đi chơi với những con người tích cực như vậy, thì tự nhiên cái con người mình tự động nó sẽ thay đổi theo. Và giống như một cái bài học nào đó mà của ai đó họ có nói là chơi với 5 người đại thuốc thì mình sẽ trở thành người thứ 6, và chơi với 5 người thầy giáo thì mình cũng trở thành người thầy giáo thứ 6, đi cùng với 5 ông thầy giáo thì đi vào trường học thì họ, những cái người học sinh hoặc là những người thầy giáo khác họ cũng chào mình bằng thầy đúng không anh chị? Hoặc là mình chơi với 5 người ăn mày thì mình trở thành cái ban thứ 6. Thì cái mối quan cái môi trường anh chị, cái môi trường và cái mối quan hệ của chúng ta, những người bạn của chúng ta rất là quan trọng, và nó ảnh hưởng tới cái đời sống của chúng ta, và cái ngôn từ như là cái sự tiêu cực hay là tích cực đó, thì chúng ta cố gắng rèn luyện. Như là lựa chọn thì chỉ nỗ lực thì không bao giờ chỉ lựa chọn thôi, chúng ta chọn bạn để mà chơi ấy, thì nó cũng rất là quan trọng đúng không anh chị? Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái người bạn mà cùng chí hướng, cùng mục tiêu ấy, cùng học cùng đọc sách để phát triển bản thân mỗi ngày, thì em nghĩ là trong cái cộng đồng của thầy Toàn cũng như là chỗ chị Dung ấy, thì một ngày mà phát triển hơn, và chúng ta sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày chỉ cần tốt hơn ngày hôm nay, chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua 1%. Thế là sau 365 ngày chúng ta đã tốt hơn được 365 lần đúng không anh chị em? Thì em Thắng cũng chia sẻ ngắn gọn, còn để nhường lời lại cho các anh chị em khác chia sẻ thêm. Xin cảm ơn chị Dung, cảm ơn thầy Toàn, cảm ơn các anh chị nhé, cảm ơn anh Vĩ, anh Lâm ạ. Xin cảm ơn bạn Cao Thắng. Thì bạn Cao Thắng là một người rất trẻ tuổi, nhưng mà về cái tinh thần cũng như để nó phát triển bản thân nó khá là tốt cho mọi người. Mọi người sẽ đưa nhau đến một cái cuộc sống là hướng tới tương lai. Vì chúng ta phải nhìn nhận được là cái tương lai chúng ta mong muốn điều gì, và tương lai chúng ta được thừa hưởng những cái gì, thì chúng ta hãy đi theo nó. Còn đừng chúng ta mà luôn nhìn lại đằng sau, thì những cái gì đã qua rồi chúng ta cũng không thể làm lại được. Và hiện tại nó như thế nào thì chúng ta cần phải cố gắng tương lai chúng ta giải quyết được những cái hiện tại. Và đó là cái lý do chúng ta rất cần thiết, và cũng như chúng ta cần có mình được cái kiến thức, và cũng như tăng cho mình những cái tư duy, và cũng như cái sự giao lưu của mọi người trong các môi trường để chúng ta có được những cái kỹ năng. Và anh Trung Thiện có đó không ạ? Chị Trần Ngọc Thảo có đó không chị ơi? Bạn Thắng có thể nhắn tin cho mọi người cái kênh của bạn Thắng ở trên khung chat nhé, cho mọi người có thể giao lưu, mọi người muốn tìm hiểu về hôm nay trong phòng Zoom của chúng ta thì chú Tâm thì nó cũng là một người đó, mau chú Tâm hôm nay vào hơi muộn,
Tụi con thì bắt đầu buổi đọc sách từ 5:30 sáng cho đến 7 giờ. Thì, nhưng mà chú hôm nay với vào buổi đầu tiên cũng hơi muộn thì chú có thể chia sẻ với mọi người để được biết thêm về tinh thần của chú một chút. Chú năm nay bao nhiêu tuổi và cũng như sinh sống để cho mọi người trong phòng Zoom có cái sự ngưỡng mộ. Tầm tuổi chú vẫn có những cái tinh thần học tập rất là cao. Chú bật mic lên ạ. Con mời chú Tâm ạ. Dạ, chú. Vâng ạ, chú có thể giới thiệu bản thân cũng như tuổi tác cho mọi người trong phòng Zoom được một chút ngưỡng mộ về chú. Hôm nay chú cũng buổi đầu tiên tham gia với buổi đọc sách. Nói chung thì tôi là họ tên là Lê Xuân Tâm, đến từ Đắk Lắk và cũng được một cô em ở Lâm Đồng cũng giới thiệu cho cái phòng Zoom này. Thì thực sự thì tôi là sinh năm 1952, năm nay là 70 tuổi. Hiện tôi đang làm mấy công việc khác nhau. Thí dụ như là vẫn tham gia là một cái công việc bảo vệ ở điện lực, là mỗi một tháng tôi làm 2 tuần. Ngoài ra thì tôi có đang tham gia một cái kênh hay là một cái công việc, tức là chăm sóc sức khỏe với cái kiềm Saphir mới nhất hiện nay. Đó. Thì trong cái công việc thì nói chung là cũng tôi chỉ thích một cái điều tức là niềm vui lớn nhất của người không phải là tiền bạc hay bằng địa vị. Niềm vui lớn nhất của đời người được giao lưu chia sẻ. Cho nên là cái cô em mà giới thiệu cái kênh này để được nghe, được kể chuyện, rồi là mọi vấn đề trong cuộc sống á, thì tôi thấy là rất là bổ ích. Đó. Thì là ông cùng với hôm nay là ông vào là lần đầu tiên mà là hơi muộn một xíu. Tức là khi là nhớ cái giờ đó là anh quên một xíu. Chứ còn thực ra là tôi thường dạy vào lúc 5 giờ. 5 giờ đã tỉnh hẳn và dạy rồi. Đó. Cho nên là hôm nay là buổi đầu tiên ấy, nên là vào hơi muộn một xíu. Nên là kể từ hôm mai là chắc chắn là sẽ đúng giờ, là có thể là sớm nhất luôn. Chứ không có thể muộn hơn được. Đó. Cũng đã giới thiệu được cho một người em là bà Vương Thị Hương đấy. Dạ. Cũng tham gia vào luôn. Hơi muộn một xíu nhưng mà vẫn giới thiệu được một người. Thì chắc chắn rằng là những từ buổi sau thì những bài học nào đó thì sau học thì chắc chắn là tôi cũng có nhận xét được. Đó. Thì cũng xin giới thiệu mọi người là biết là về tôi là hiện đang ở Đắk Lắk như vậy, công việc như vậy. Thì rất vui được tham gia vào với chương trình này. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn chú Tâm. Thì hôm qua con cũng có được báo là hôm nay chú có tham gia. Và cũng cô Hương cũng có vào, cô Hương có rời Zoom rồi. Thì về cái tinh thần học tập cũng như làm việc của chú đã mang cho mọi người trong phòng Zoom rất là nhiều năng lượng. Bằng tuổi chú thì bây giờ không cần phải là lo đến kinh tế nữa, nhưng chú vẫn hăng say làm việc. Và hăng say làm việc ở đây không phải là chỉ để cho mình có kinh tế, mà cũng như là để cho mình góp phần vào một phần trong cuộc sống, trong cái sự nghiệp của xã hội, đó là được tốt đẹp hơn. Và cũng như có được cho mình cái sự giao lưu và có những người bạn của cái tuổi già. Có đúng không chú? Và mình sẽ làm thấy là cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, chứ không phải là mình sợ đi cái tuổi già của mình không có những người bạn. Và đặc biệt là ở Viện Đào tạo Bách Khoa là có cái môi trường đọc sách. Đọc sách ở đây không phải là chúng ta sẽ đọc sách cho nhau nghe đọc sách thôi, mà đọc sách là cũng là một cái để cho chúng ta có một cái hướng, đó là có một cái cuộc sống tích cực hơn với những cái con người họ đã có những sự trải nghiệm và viết lên những cuốn sách. Và cũng như các hành trình của các anh chị tham gia trong phòng Zoom, có những con đường đi, có những sự thành công,
để mang đến cho mọi người những cái sự thăng hoa, những cái sự phấn khích và những cái sự khích lệ. Còn những cái chặng đường trong gai và vấp ngã thì sẽ cho tất cả mọi người trong phòng Zoom cũng như những bạn bè xem lại video sẽ có được những cái sự trải nghiệm và rút ngắn được cái cơ hội và những cái con đường thành công của mình đi rất là nhiều năm. Qua những cái câu chuyện của các anh chị trong phòng Zoom chia sẻ, nó sẽ là bao nhiêu năm thì mọi người tham gia và mọi người nghe cũng sẽ rút ngắn được bấy nhiêu năm cái hành trình đó. Và đó là cái điều đặc biệt ở Viện Đào tạo Bách Khoa. Nhưng đôi khi là những cái sự thật thì nhiều người không dám đón nhận và cũng không dám tự nhận. Và đó là lý do có rất là nhiều người đến rồi đến Viện Đào tạo Bách Khoa rồi lại đi. Vì mọi người không dám đối diện với những sự thật đó. Còn có rất là nhiều người họ dám đối diện với những sự thật đó thì họ sẵn sàng chia sẻ những cái hành trình của họ. Có những cái mà mất hàng tỷ đồng, có cái thậm chí mất đi cả hạnh phúc gia đình. Và đó là những cái bài học rất là giá trị mà không có cái giá tiền nào có thể trả được và cũng không có cái giá nào có thể mua được những cái bài học đó. Và hôm nay thì cũng đã gần 7 giờ thì có lẽ là em xin kết thúc buổi đọc sách ngày hôm nay tại đây và cảm ơn các anh chị đã có những sự chia sẻ và cái điều đặc biệt là con xin cảm ơn chú Tâm 70 tuổi nhưng mà tinh thần của chú đã khích lệ cả phòng Zoom cũng như tất cả các anh chị xem lại những video này có một cái tinh thần là vượt lên chính mình hơn cũng như để là có được những cái là nhìn nhận thấy là tương lai cũng rất là tốt đẹp và cuộc sống xung quanh chúng ta cũng rất là đẹp để chúng ta hướng tới. Và cũng như chúng ta có những người bạn, người bạn đây chúng ta không nên giới hạn. Ví dụ như tầm tuổi chú Tâm mà bây giờ để mà ngồi mà nghe bọn con chia sẻ thì nếu như chú để một cái tôi là tôi năm nay 70 tuổi rồi, cô thì tôi đã gấp đôi gấp ba cái số tuổi của cô thì chắc chắn là chú cũng sẽ không ngồi đây. Đúng rồi. Dạ. Và đó là những cái tinh thần mà chúng con cần phải học tập rất là nhiều và làm sao có thể là những cái hạn chế của các chú là trước đây nó chưa có thì chúng con bây giờ thì lứa tuổi sau có được thì chúng con cũng sẽ chia sẻ những cái hành trình mà chúng con có được những cái mà thời các chú chưa có để cho các chú có thể có được và cũng như biết được. Và các chú cũng sẽ chia sẻ cho chúng con những cái sự trải nghiệm qua những cái hành trình là thời ngày xưa như thế nào. Tại vì độ tuổi của chúng con là với chú là cũng đã gấp đôi rồi. Thì chúng con cũng không thể biết, chưa sinh ra thì không thể biết được. Và những cái cuộc chiến đấu đó tại sao Việt Nam của chúng ta có được những cái hành trình quyết tâm và cũng như thực hiện được một cái chế độ cũng như cái cuộc sống mà thịnh vượng như vậy. Và con cũng xin phép và cũng như xin phép cả phòng Zoom để kết thúc cho buổi đọc sách ngày hôm nay. Thì lời cuối cho buổi đọc sách thì cũng xin gửi lời chúc đến tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng toàn thể quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui, nhiều nhiệt huyết và đặc biệt là hôm nay chúng ta có một cái tinh thần mạnh mẽ hơn và mỗi ngày chúng ta có được một cái kiến thức, một cái tư duy mới để chúng ta cho mình những cái hướng tương lai của mình tốt đẹp hơn, thành công hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả phòng Zoom của chúng ta vào 5:30 sáng ngày mai. Chúng ta sẽ quay trở lại phòng Zoom. Chúc ta cả nhà một ngày mới sức khỏe.